Ngày 12 tháng 4, nữ ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật cầu thủ Văn Toàn trên trang cá nhân, khiến cộng đồng mạng tiếp tục đẩy thuyền cho cặp đôi. Hòa Minzy viết: "Chúc mừng sinh nhật cậu, Văn Toàn. Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7 đến 8 năm trước." Giọng ca bật tình yêu lên nói 10 năm trước hay bây giờ, Văn Toàn vẫn luôn ủng hộ cô trong cuộc sống. Hòa Minzy cũng khẳng định cô luôn có mặt khi bạn thân cần, thậm chí khi cậu thất tình, tôi sẽ ở đây giúp cậu hòa giải với bạn gái. Nữ ca sĩ khen Văn Toàn là người tốt, tính cách ấm áp, hiền lành và mong bạn thân hạnh phúc, tỏa sáng. Về tin đồn hẹn hò, Hòa Minzy phủ nhận, cô nói, tôi và Toàn rất hồn nhiên, vô tư với tình bạn này. Mong mọi người hãy để cho mọi thứ thật vui vẻ như cách nó đang diễn ra. Yêu thương và ủng hộ chúng tôi như cách chúng tôi ủng hộ nhau nhé. Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn này để đánh đổi điều gì cả. Bài đăng của Hòa Minzy nhận gần 90.000 lượt thích, hàng trăm bình luận từ khán giả.